Xin chào mọi người, mình là Tú Anh. Hiện tại mình đang là sinh viên năm 4 trường Đại học Y tế Phúc Tân. Hôm nay mình có tham dự kỳ thi IELTS chuyên giới của mấy em kết hợp với IDP. IDP có cung cấp cái kỳ thi IELTS chuyên giới và đấy nó rất là quen thuộc với cái cách mà em luyện tập ở hàng ngày ở nhà. Và bên cạnh đó thì còn lần này mấy em kết hợp với IDP có sự kiện thi IELTS chuyên giới vào ngày đầu tiên thì em cũng nhờ sự hỗ trợ của trường và để đăng ký thi IELTS chuyên giới và trải nghiệm lần thi này. Đối với buổi thi hôm nay thì em cảm thấy là cơ sở vật chất rất là tốt, tại vì cơ sở vật chất ở đây thì em cũng đã khá là quen thuộc mà trong 4 năm học tại mấy em rồi, nên là tai nghe Bluetooth thì rất là tốt và cách âm của phòng thi tốt ạ.